Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái tính năng playlist ở trong Elementor. Như bạn thấy thì đây mình có tạo một cái playlist rất là đơn giản như này. Thì sau khi xem hết video này các bạn hoàn toàn có thể tạo thành một cái playlist vô cùng đơn giản như này. Đó, rất là hữu ích. Khi mà ta dùng website với WordPress thì các bạn thường là cần phải là cài đặt thêm một cái plugin để các bạn mới có thể là có cái tính năng này đúng không ạ? Và các bạn tìm rất nhiều cái plugin mà nó không thể có một cái tính năng giống như ý của bạn, thì các bạn dùng Elementor thì hoàn toàn làm cho các bạn được cái tính năng này vô cùng đơn giản. Đó. Thì ok, trước tiên là chúng ta đi sâu hơn về cái video này. Nếu các bạn chưa có Elementor Pro thì các bạn có thể mua theo cái đường link đầu tiên ở dưới cái phần mô tả video này, hoặc là các bạn có thể mở cái tab mới như này cho mình. Mở cái tab mới sao các bạn biết là sinh rằng.com/Elementor. Các bạn viết chính xác như này, sau đó các bạn nhấn Enter. Sau khi các bạn nhấn Enter thì ngay lập tức nó sẽ đưa các bạn đến trang website của Elementor. Ở đây thì các bạn thấy các bạn lưu xuống dưới này thì nó sẽ có một số gói cơ bản nhất định ạ. Đây các bạn sẽ thấy là có 5 gói ở đây. Thì các bạn có thể là mua một trong những gói này, nhưng mà cho các bạn mới ấy, mình khuyên là các bạn nên mua những gói đầu tiên này thôi nhé. Những gói tiếp theo ở đây thì nó khá là đắt, và những gói tiếp theo là nếu mà các bạn làm một cái nhà thiết kế web, các bạn mua cho khách hàng các bạn thì các bạn có thể mua những gói này. Còn của các bạn tạo một trang website thôi thì các bạn mua gói này nhé, 49 đô trên một năm thôi, để các bạn tạo được một cái website vô cùng đơn giản và đa tính năng. Các bạn thiết kế một trang website như nào thì không bị giới hạn nữa. Ok. Sau khi các bạn đã có Elementor Pro rồi thì các bạn sẽ tạo này. Bây giờ đơn giản này, bình thường thì giống như các bạn đang tạo một trang website mà các bạn muốn chèn một cái đoạn video nào đó mà nó có playlist như này, thì bây giờ các bạn chỉ cần nhấn vào chỗ sửa với Elementor như này nhé. Đó, ví dụ mình muốn chèn một cái giống như cái này để ở trong này chẳng hạn. Ok, đây các bạn thấy là mình đã tạo được một cái trên này rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái ở dưới này chẳng hạn. Thì bây giờ các bạn dùng cái tính năng của playlist của Elementor thì các bạn chỉ cần ra phía bên tay phải này này, phía bên tay trái này này, sau đó các bạn bên tay trái nhé, sau đó các bạn search là play, các bạn chỉ cần search là playlist rồi, hoặc là các bạn search là video cũng được, video này, nó cũng có playlist ở đây này, bây giờ các bạn chỉ cần bê nó vào đây, bê nó thả vào trong này này, thì các bạn sẽ có một cái playlist đây. Các bạn thấy là bây giờ các bạn đã có playlist rồi. Việc đầu tiên thì các bạn click vô này, các bạn thấy là mặc định nó sẽ cho 3 cái playlist ở đây. Bây giờ các bạn click vào cái bút này, sau đó các bạn sẽ thấy có phần nội dung đây. Phần nội dung đây nó có cái phần playlist này này, để là cái chữ này. Nếu các bạn muốn sửa cái chữ này, ví dụ như là các bạn vào các bạn có một cái danh sách hay là gọi là một cái playlist về video nào đó thì các bạn có thể cho vào này. Đây ví dụ như là mình sẽ vào một cái playlist của mình làm ví dụ cho các bạn nhé. Đây ví dụ như là mình có một cái playlist như này, mình có một cái playlist gọi là Elementor tất tần tật full video này chẳng hạn. Thì mình có thể là mình chỉ cần, nếu mình muốn bê cái này vào trong kia thì mình copy lại này. Thì đây thì có phần playlist này, các bạn có thể viết như thế nào thì tùy các bạn này. Đây ví dụ mình viết như này. Thì lát nữa các bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh được cái chữ này nhé. Bây giờ các bạn để như vậy. Sau đó có cái phần mà simple video này, các bạn click vào đây. Thì ở đây thì các bạn có thể là chọn video từ YouTube hoặc là video các bạn upload lên trên hosting của các bạn này. Các bạn có thể là upload lên đây, sau đó các bạn nhấn vào cái chỗ chọn video này để các bạn upload từ trong máy tính của bạn lên này. Hoặc là các bạn có thể dùng một cái link nào đó cụ thể, các bạn click vào đây chẳng hạn thì các bạn sẽ có một cái link nào đó, các bạn cho link vào đây thì các bạn sẽ được cái video. Sau đó các bạn thay đổi title này, thì các bạn có thể thay đổi ở đây. Còn trong video này mình dùng YouTube thôi chẳng hạn, mình dùng YouTube thôi thì bây giờ mình sẽ vào copy link YouTube này. Ví dụ như mình đang dùng cái này chẳng hạn thì mình copy link YouTube, mình sẽ vào cái phần chia sẻ này. Sau đó mình chỉ cần copy sao chép, hoặc là đơn giản là các bạn chỉ cần vào đây sau các bạn copy link trên này cũng được nhé, như nhau cả nhé. Thì mình quay lại đây này, mình sẽ paste cái này vào đây. Thì các bạn thấy là cái video này của mình đã đây rồi đúng không ạ? Thì bây giờ ra đây xuống dưới này thì có cái phần mà tiêu đề này, tiêu đề video này. Thì bây giờ mình chỉ cần vào đây mình copy tiêu đề video của mình. Ví dụ mình copy video này, xong mình bỏ vào đây này. Sau mình bỏ vào đây thì các bạn thấy là cái tiêu đề này đã có tiêu đề ở đây rồi đúng không ạ? Sau đó các bạn có ảnh đây thì các bạn thấy là cái ảnh này vẫn chưa thay đổi. Thì bây giờ các bạn lưu xuống dưới này, các bạn thấy có cái phần màn Get Video Data này, các bạn click vào đây. Đó, như các bạn thấy thì khi các bạn nhấn vào chỗ Get Video Data này thì ngay lập tức các bạn thấy là ảnh đại diện các bạn đã có ở đây đúng không ạ? Ảnh đại diện các bạn đặt lên trên YouTube đó nó có ở đây này, và cái ảnh này đã thay đổi này. Thì tương tự như vậy đấy. Các bạn làm các giới tương tự như vậy. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là bây giờ video của bạn chưa có mô tả này. Bây giờ các bạn nhìn vào chỗ Content tab này, các bạn bật cái này lên. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ thấy là tab 1, tab 2 đây. Đó, tab 1, tab 2 đây. Đó, thì bây giờ ví dụ các bạn dùng tab 1, các bạn viết mô tả cái gì đó đúng không ạ? Đây, ví dụ như là mình đây, mình sẽ viết mô tả cái này chẳng hạn. Đó, ví dụ nhé. À, mình ví dụ thôi, của các bạn thì các bạn có thể viết như nào đó, ví dụ như là các bạn muốn khách hàng làm một cái hành động click cái gì đó, hoặc đơn giản là các bạn chỉ cần mô tả cái này thôi thì các bạn thể paste vào đây này. Thì đây thì mình paste bên kia ra này thì nó như này, thì đây mình làm ví dụ nhé, thì nó paste như này. Tiếp theo các bạn nhìn một tab 2 này. Tab 2 các bạn có thể là viết là cho một cái link gì đó đúng không ạ? Đây thì mình làm ví dụ mình paste vào này. Sau đó các bạn muốn sửa cái tab đúng không ạ? Các bạn muốn sửa cái tên của tab là tab 1 là gì, tab 2 là gì đúng không ạ? Thì các bạn vào đây, các bạn click vào cái trên này để đóng lại. Sau các bạn lưu xuống nó có phần tab này này, các bạn click vào tab này. Sau đó có phần tab 1 thì các bạn có thể là viết là mô tả, mô tả. Sau đó cái phần tab 2 này ví dụ các bạn để là link chẳng hạn, một số cái link mà cần thiết chẳng hạn, thì các bạn thấy là chữ đã thay đổi này. Sau các bạn qua lại trên này, thì các bạn sẽ thấy này, ở dưới này thì nó đã có mô tả này, đã có tab đây này. Bởi vì mình cho chữ giống nhau đây đúng không ạ? Thì đến đây thì bây giờ các bạn lưu xuống cái này. Có cái phần tiếp theo này, ví dụ ở đây mình sẽ mở ra cái này xem nên còn cái gì không. Cái phần này là khá ok trên này rồi. Tiếp theo các bạn đóng cái này đi. Sao các bạn muốn làm cái tương tự, ở dưới thì các bạn muốn làm thì tương tự thôi. Ví dụ mình vào đây mình sẽ dùng cái video này chẳng hạn. Mình sẽ làm cái video này, sau mình nhấn vào chuột, mình sẽ nhấn vào copy link này, sao chép này, chia sẻ này, sao chép, mình sẽ sao chép link này, qua lại đây này. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Sinh và trong cái video này mình sẽ hướng dẫn Elementor toàn tập. Đây là một cái video full. Đây, qua lại đây, sau đó mình paste vào đây. Đây là video thứ 2 này, các bạn thấy đây. Thì bây giờ mình sẽ copy lại tiêu đề này. Ví dụ mình copy lại tiêu đề như này, sao chép này. Bây giờ mình xuống dưới này có phần tiêu đề này, title này, mình paste cái tiêu đề vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là tiêu đề đã thay đổi đúng không ạ? Sau đó cái phần mà các bạn sẽ thấy có phần get data này, các bạn cũng click vào. Các bạn click vào thì ngay lập tức nó sẽ bài như này. Các bạn thấy ạ. Sau đó các bạn có thể là nếu các bạn muốn tag cái bài viết này, các bạn muốn tag cái video này, các bạn cũng bật cái tag lên. Các bạn sẽ thấy là bật cái tag lên thì nó lại có tag mô tả rồi tag gì đó đúng không ạ? Ví dụ các bạn cho vào đây chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy ở tab 1, tab 2. Các bạn lại có tab 1, tab 2 đây. Thì các bạn có thể là cho như vậy. Các bạn tương tự như các video khác thì các bạn muốn cho thì các bạn có thể cho đây. Ví dụ như mình sẽ cho một cái video nữa chẳng hạn. Đây, ví dụ như là mình dùng Elementor Pro hay là Elementor miễn phí chẳng hạn. Mình sẽ dùng cái video này. Mình nhấn vào chia sẻ này. Mình nhấn vào sao chép link này, qua lại đây. Mình paste vào đây. Sau đó mình sẽ copy cái tiêu đề này. Sau đó các bạn qua lại này, mình qua lại đây, mình sẽ paste vào trong title đây. Thì các bạn thấy là chữ này đã thay đổi này. Bây giờ mình nhấn vào get data này. Mình lại có cái ảnh đúng không ạ? Tương tự như vậy các bạn muốn bật cái tag lên này, các bạn bật lên này. Mình sẽ bật lên chẳng hạn, xong mình vào tag 2 này, mình không biết cái gì mình viết vào đây. Thì nó lại có tag 1, tag 2. Thì các bạn thể viết như vậy nhé. Thì đây ví dụ như mình làm đây là mình làm 3 cái thôi. Nếu các bạn muốn làm nhiều ấy, thì các bạn như một chỗ thêm mục này này để nó thêm một cái tab nữa để các bạn cho vào này, các bạn chỉ cần cho link rồi cho mọi thứ là được này. Ok, mình sẽ làm 3 cái, làm ví dụ này, sau đó xuống dưới tab này. Tab đây thì vừa nãy mình đã thay đổi rồi. Đây. Tiếp tục các bạn bật cái này lên chẳng hạn. Khi mà các bạn bật cái control này lên ấy, thì có nghĩa là người ta đọc đến đây, người ta có một cái phần mô tả ngắn ở đây. Nếu người ta muốn xem thêm ấy, phần nhấn vào cái chỗ read more này này. Thì ví dụ như show more đây, mình sẽ gọi là đọc thêm. Đọc thêm này. Mình sẽ viết là đọc thêm nó. Người ta vào đây, người ta để thấy một đoạn nhỏ ở đây, sau người ta muốn đọc thêm, người ta click vào cái này thì người ta đọc thêm này. Sau cái phần show late này này, click vào cái này. Ngắn gọn. Thì người ta qua lại ngắn gọn đúng không ạ? Thì là đọc ngắn, ngắn gọn thôi, sẽ biết là ngắn gọn đó, ngắn gọn đây. người ta đọc thêm này, đó, sau đó ngắn gọn lại thì nó dừng lại như này, đó rất là hay đúng không ạ? Các bạn có thể là cho độ cao cho cái này này, đó, các bạn có thể là cho độ cao trong cái phần này, đó, độ cao như này, đó. Đó, các bạn có thể cho nhỏ lại, đó, mình cho nhỏ lại được. Đó. Sau tiếp tục các phần image overlay này, các bạn click vào đây, nếu các bạn bật cái này lên ấy, nếu bật cái này lên thì nó sẽ có một cái ảnh đại diện cho toàn bộ những cái playlist này này. Đó. Thì đây ví dụ các bạn bật cái này lên mà các bạn muốn thay đổi cái ảnh này sẽ có ảnh đại diện cho toàn bộ trong cái màn hình này đầu tiên. Nếu bạn muốn thì các bạn có thể bật lên sau các bạn cho một ảnh khác thôi. Đó. Sau tiếp tục các phần mà play, đây có cái play icon đây. Nếu các bạn bật lên các bạn cho cái này lên thì các bạn có thể tìm một cái icon nào đó vào đây. Ví dụ như đây là đang là cái icon này, các bạn muốn tìm cái icon khác. Tiếp đây chọn cái này chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có cái icon này này. Đó, thì tùy các bạn thôi, nếu các bạn muốn ấy, thì các bạn bật, các bạn cho một cái hình ảnh đại diện cho toàn bộ những cái playlist này để rất là thu hút chẳng hạn. Đó, ở đây mình không muốn, mình sẽ tắt đi này, mình chỉ lấy cái video đầu tiên là cái hình đại diện luôn. Tiếp theo có phần edition này. Đầu tiên có phần layout này, nếu đây là mặt định nó sẽ ở phía, bên này nó sẽ ở phía bên tay phải này, các bạn muốn là cho bên tay trái nhưng mà bên tay tay trái như này thì nó sẽ về bên tay trái này. Đó, thì các bạn muốn như nào thì tùy các bạn nhé. Có phần onload này có nghĩa là nếu các bạn bật cái này lên ấy, thì tự động khi người dùng vào cái trang này thì video này nó sẽ tự động chạy. Video này nó sẽ tự động chạy như này nếu các bạn bật cái này lên. Nhưng mà nó sẽ tắt tiếng đúng không ạ? Đó, còn nếu các bạn nếu các bạn muốn bật cái next up này, các bạn bật cái này lên ấy, có nghĩa là hết cái video này thì ngay lập tức nó sẽ tự động chạy ra cái video này. Nếu các bạn muốn như vậy thì các bạn cũng có thể bật cái này lên này để người ta xem cái video này nó tự động bay ra cái video này, giống như là YouTube đó, người ta xem cái này hết thì nó tự động bay ra cái khác đúng không ạ? Có cái phần mà interrupt watching này. Thì nếu các bạn bật cái này lên này, mình xem nào, cái này là mình nhấn chuột phải này, các bạn sẽ thấy ở trong này có cái phần là cho biết đã xem này. Cái phần này nó khá là hữu ích nhé. Đây mình sẽ tắt lại. Cái phần này nếu các bạn bật lên ấy, thì khi mà các bạn xem cái video này thì nó sẽ báo là video này bạn đã xem, hay là nó có cái màu mờ mờ là bạn đã xem đó. Thì nếu các bạn bật lên thì các bạn có thể bật, ví dụ người ta xem cái video này hết là người ta xem cái video tiếp theo thì video này người ta sẽ biết là video này người ta đã xem rồi. Nếu các bạn bật cái này lên thì nó sẽ như vậy. Tiếp theo là có cái phần video content, có nghĩa là tổng video bao nhiêu á, các bạn tắt cái này đi chẳng hạn, thì video này không có số tổng này, các bạn bật cái này lên. Thì nó sẽ tổng đây là 3 video này. Nếu các bạn muốn thì các bạn bật lên tắt đi này. Sau join video là bao nhiêu thời lượng là bao nhiêu đó. Ví dụ các bạn tắt đi thì sẽ không thấy thời lượng video đây. Các bạn mở đi thì thời lượng video nó sẽ ở đây này. Tiếp theo là thumbnail này. Nếu các bạn tắt cái này đi thì nó sẽ không có video, nó sẽ không có cái thumbnail video ở đây, các bạn sẽ thấy là không có thumbnail này. Nếu các bạn bật lên này nó sẽ có thumbnail này. Sau đó các bạn muốn tìm một cái icon cho cái này. Ví dụ đây thì nó mặt định nó sẽ có một cái icon bé bé là giống như là cái playlist ở đây. Ví dụ các bạn tìm một cái nào đó, ví dụ các bạn tìm dấu hỏi chẳng. Thì đây nó sẽ có dấu hỏi, tất cả là dấu hỏi đây. Đây là một cái ví dụ, nếu các bạn muốn thay đổi thì các bạn hoàn toàn có thể thay đổi nhé. Mình qua lại cái chữ cũ này. Sau đó tương tự như vậy, các bạn thấy là cái icon người ta đang xem này nó sẽ như nào. Ví dụ các bạn xem cái này thì nó sẽ màu này, cái này đúng không ạ, nó sẽ icon là cái này. Tiếp theo các phần lazy load, nếu các bạn bật cái này lên, mình khuyên là các bạn nên bật cái này lên đấy. Lazy load thì nó sẽ giúp cho cái trang website của bạn cải thiện được cái tốc độ load nhé. Nếu các bạn bật cái này lên thì nó sẽ không giúp cho, nó sẽ không làm cho khi khách hàng vào trang website của bạn ấy, nó sẽ không load tất cả những cái thứ mà không cần thiết ở trong cái phần playlist này. Như các bạn biết là khi mà mình nhúng YouTube vào website của mình ấy, nó khá là nặng. Có cái phần mà lazy load này ấy, thì nó sẽ giảm cái tốc độ, khi người dùng vào ấy, thì nó sẽ giảm cái tốc độ nặng đi, nó sẽ nhanh hơn nhé. Ok, đây là cơ bản nhất cho cái phần nội dung này các bạn. Nhưng mà chỗ kiểu này, trong kiểu này thì các bạn có thể là cho điều chỉnh độ cao này. Ví dụ đây độ cao đây, các bạn có thể là điều chỉnh độ cao như này, cao như này, tùy các bạn. Nếu các bạn không, các bạn muốn mặc định thì các bạn click vào một trong cái này này, để nó qua lại mặc định này. Tiếp theo các phần mình nhấn vào chỗ top bar này. Top bar này ấy, đó là trong top bar này là nơi các bạn có thể điều chỉnh trong cái phần này này. Ví dụ như background ấy, ví dụ mình cần background là màu màu đỏ chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Sau đó có cái phần chữ này, title này, mình sẽ cho là màu đen chẳng hạn. Đó, còn cái phần photography này, các bạn có thể cho font chữ trong cái này này, điều chỉnh font rồi kích thước các thứ. Đây ví dụ mình sẽ cho mình sẽ cho là 10. Mình sẽ cho là 14 chẳng hạn. Các bạn thấy là điều chỉnh font rồi, các bạn tất nhiên các bạn có thể điều chỉnh font, độ đậm rồi mọi thứ ở trong này nhé. Mình ví dụ như vậy. Tiếp theo các bạn có thể điều chỉnh là màu, màu cho cái chữ này này, cái chữ này là màu đen, ví dụ các bạn cho là màu trắng chẳng hạn. Đó, thì cái chữ này, cái bài video nó sẽ là màu trắng đúng không ạ? Tiếp theo cái phần photography này, các bạn có thể là chỉnh sửa font cho cái photography này nữa luôn. Tiếp theo video này, các bạn mở cái video này lên, đầu tiên là background, các bạn có thể điều chỉnh background ở trong này. Ví dụ như các bạn cho background là màu hơi tối một chút như này chẳng hạn. Ví dụ màu hơi tối như này. Sau đó cái phần color này, có thể tùy chỉnh cái phần chữ color, ví dụ như mình cho là màu đen chẳng hạn. Màu đen nhé. Sau đó các bạn có thể sửa font trong này. Các bạn có thể sửa cái thời gian xuất hiện cái thời lượng này này, chữ thời lượng đó. Ví dụ các bạn cho màu đỏ chẳng hạn. Thời lượng đây thì các bạn sẽ thấy thời lượng đây nó sẽ có màu đỏ đây. Mình sẽ qua lại màu đỏ này. Đây là ví dụ nhé. Đây màu đỏ này. Sau đó các bạn tất nhiên là các bạn thể chỉnh sửa font chữ và mọi thứ trong này. Tiếp theo là cái icon này. Icon đang là màu trắng chẳng hạn, các bạn muốn cho màu đỏ thì cho màu đỏ đấy. Ví dụ như vậy. Nhưng mà tất nhiên là mình sẽ cho màu trắng nó sẽ đẹp đúng không ạ? Các bạn có thể là cho show, cho show này, cho độ cái bóng đó, cho bóng các bạn có thể cho size này. Đây mình nghĩ là size nhỏ thôi, size như này thôi. Các bạn có thể là cho khoảng cách này, cho khoảng cách có một cái đường gạch đây, các bạn thấy có đường gạch ở dưới này này. Sau đó các bạn có thể là cho độ cái khoảng cách đó này. Đây ví dụ mình cho khoảng cách là 2 thôi. Các bạn có thể cho màu này, ví dụ như mình cho màu đỏ này chẳng hạn. Thì nó sẽ có khoảng cách và có màu này đúng không ạ? Mình lưu xuống này, nó sẽ có khoảng cách màu này đó. Sau section này, trong cái section này các bạn có thể điều chỉnh rất nhiều thứ về trong cái phần này nhé. Thì đây trong video này mình sẽ không nói trong cái phần này. Còn cái phần tab này, các bạn có thể tùy chỉnh trong cái phần tab này này. Cái phần tab thì là cái phần dưới này này, các bạn có thể điều chỉnh đến ví dụ như là đầu tiên là cái phần bo các bạn muốn, ví dụ mình cho màu đỏ chẳng hạn. Sau đó có cái phần background này, background các bạn cho là màu hơi tối này chẳng hạn. Ví dụ mình cho màu đỏ đi. Không màu đỏ, mình cho màu hồng này đi. Người ta click vô này, màu hồng đúng không ạ? Sau đó title này, là cái màu của chữ đó, mình sẽ cho màu đen chẳng hạn. Bây giờ nó màu đen này. Sau đó khi mà nó hoạt người ta click vào nó hoạt động thì nó sẽ là các bạn có thể là cho màu hơi tối như này chẳng hạn. Click vào thì màu nó khác nhau một chút này. Thì các bạn điều chỉnh rất là nhiều thứ ở trong này nhé. Có phần mà show more là cái phần đọc thêm này này. Ví dụ các bạn muốn show more là màu khác chẳng hạn. Ví dụ màu đen chẳng hạn. Người ta click vào màu show more này. Show more hoặc show led này. Ngắn gọn, đọc thêm này, ngắn gọn này. Nó sẽ điều chỉnh như vậy. Tất nhiên là người ta di chuột vào, các bạn có thể điều chỉnh trong cái phần di chuột này, ví dụ di chuột vào màu, ví dụ di chuột màu đỏ chẳng hạn, các bạn thấy ạ, nó màu đỏ đúng không ạ? Thì các bạn có thể là điều chỉnh rất nhiều thứ ở trong này tùy các bạn nhé. Thì đây chính là cách cơ bản nhất mà các bạn có thể là dùng ở trong playlist ở trong Elementor nhé. Đây có một cái phần gọi là cái phần nâng cao đây. Phần nâng cao này thì tất cả các phần giống nhau thôi. Các bạn có thể điều chỉnh độ cao, độ thấp, rồi cần phải hiệu ứng, rồi màu nền, rồi viền, rồi đó. Những cái này là những cái cơ bản nhất. Nếu các bạn dùng Elementor đến cái bước này ấy, thì tất nhiên là cái phần này tất cả các phần ở trong Elementor là nó giống nhau. Thì phần này các bạn biết rồi đúng không ạ? Đó. Thì sau khi làm xong tất cả thì các bạn nhấn vào chỗ cập nhật này. Sau khi cập nhật xong thì các bạn nhấn vào chỗ xem sản phẩm các bạn này. Bây giờ mình sẽ xem này. Ok, sau khi mình xem thì các bạn thấy mình đã tạo được một cái sản phẩm đây. Click vô này. Thấy cái video này, xong người ta click vô một cái nữa thì nó ra cái video này. Nó khá là đẹp, nó khá là đẹp và nó có link, có mô tả ở đây. Rất là đẹp đúng không ạ? Tất nhiên là có một số cái phần các bạn có thể là tùy chỉnh khác nha. Như đây thì mình cảm thấy là nó ok, mình thích rồi. Ok, thì đó chính là cách mà các bạn có thể là dùng cái phần playlist ở trong Elementor nhé. Nếu các bạn chưa có Elementor thì mình để link đầu tiên ở dưới cái phần mô tả video này, các bạn có thể xem nhé. Các bạn có thể là mua gói giá nó khá là rẻ, thì cái đường link ở dưới là cái đường link affiliate của mình. Nếu các bạn mua thì mình sẽ được một chút phần trăm từ Elementor. Những cái việc đó thì sẽ giúp mình phát triển cái kênh YouTube channel của mình cảm ơn các bạn nhé. Ok, thì đó chính là cách mà các bạn thể dựng playlist nhé. Mình hy vọng là video này hữu ích. Nếu các bạn thích những kiến thức mình chia sẻ về thiết kế website và kinh doanh online trên kênh YouTube này, thì hãy giúp mình like cái video này, đăng ký kênh YouTube và bật cái chuông bên cạnh. Mỗi khi mình đăng một video nào đó thì các bạn sẽ là người được nhận thông báo sớm nhất. Mình cảm ơn các bạn, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt. Bye bye.